117 Ngày 117. Nhưng các bạn cứ luôn nói tiếng Trung à? Hãy nghe phản nhắc lại. 可是你们一直说中文吗? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 以后还请你多多帮助。 Được, quyết định như vậy đi. 好,一言为定。 Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, nguyên lai là thế. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. Chia tạo lọ. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này. 没喝过这里的饮品. Giá cả lại rất hợp lý. 价格又很合理. Mời từ từ dùng. 请慢用. Có cần ăn đồ ngọt không? 要不要吃甜品? Buổi sáng đi. 上午去. Là làm cái gì vậy? 是做什么的? Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? 打不打算在越南发展? Alo? 喂? Về đến nhà. 回到家. Lúc nào về lúc đó đi. 什么时候回来,什么时候去? Sẽ về đúng giờ mà. 会准时回去的. Vừa rồi là. 刚刚是. Chị gái ruột. 亲姐姐. Chị ấy bảo mình buổi tối đi. 她叫我晚上去. Nhưng mà. 可是. Cứ luôn nói tiếng Trung. 一直说中文.